Chào mừng các bạn đã quay trở lại với niềm tin thú vị của Nha khoa Paris. Ai cũng biết, bọc răng sứ là phương pháp chỉnh nha thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn được nhan sắc. Vì thế, giới trẻ hiện nay, người người, nhà nhà thay nhau đi bọc răng sứ. Điều này cũng không thể bỏ qua giới nghệ sĩ. Và ngày hôm nay, hãy cùng mình đi điểm qua những danh sách nghệ sĩ lên đời nhan sắc nhờ bọc răng sứ nhé. 1. Gia đình Hòa Dầm Bụt. Bộ ba Hòa Minzy, Đức Phúc và Eric là những đứa trẻ xàm xí, khoác trên mình chiếc áo ngôi sao. Thua chập chững vào nghề, cô cậu đã từng bị khán giả bỏ quên hay thậm chí là hắt hủi. Nhiều người còn độc miệng nói rằng Hòa Minzy là Hòa Sorry, là ca sĩ nhưng chẳng bao giờ hát hò nên hồn. Tối ngày bày trò trên mạng. Còn Đức Phúc lại đã từng bị cả cộng đồng mạng gọi là quán quân bị lãng quên, hay Eric là ca sĩ nhạt nhòa. Song bằng chính sự nỗ lực của mình mà bộ ba giờ đây, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trên bản đồ showbiz, họ đã tìm cho mình một chỗ đứng nhất định. Một phần cũng nhờ sự nỗ lực về khả năng ca hát, vui tính lém lỉnh. Và một phần cũng nhờ sự thăng hạng nhà sắc. Có thể nói, hàm răng cũng chiếm một phần không nhỏ trong quá trình lột xác của gia đình Hoa Dầm Bụt. Không thể phủ nhận được nụ cười ngọt ngào của giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp là một vũ khí bí mật đốn gục mọi con tim. Cô thừa nhận việc mình làm răng sứ đã giúp cô lột xác với vẻ ngoài thân thiện và đáng yêu hơn rất nhiều. Trước kia, cô cũng chưa thực sự quan tâm lắm đến hàm răng khấp khểnh và có phần không đều màu của mình, cho đến khi cô nhận ra được giá trị của nụ cười. Đức Phúc được biết đến là quán quân The Voice 2015, nhưng chàng ca sĩ 19 tuổi lại có diện mạo không được fans chấm điểm 10 vì hàm răng hở lợi như trẻ con. Sau khi chiến thắng cuộc thi và đầu quân vào công ty của ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc quyết định chỉnh lại, bọc răng sứ để duyên hơn. Rất là đẹp ạ, à. Răng mới rất là đẹp. Trong mắt người hâm mộ cũng như là tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Hiện tại thì Đức Phúc rất mãn nguyện với hàm răng đều như hạt bắp và trắng sáng của mình. 2. Ngọc Trinh. Thuở mới vào nghề, Ngọc Trinh sở hữu một hàm răng khấp khểnh và không đều màu, thậm chí là có phần hơi quê mỗi khi cô cười và giao tiếp. Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Mới đầu nữ hoàng nội y cũng chỉ là một cô gái bình thường với nhan sắc đáng yêu. Sau đó cô quyết định đi làm răng sứ để cải thiện lại khuôn mặt, vẻ đẹp của cô đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân Việt sở hữu nụ cười tỏa sáng. 3. Lê Dương Bảo Lâm. Ngay tại sóng truyền hình của một chương trình giải trí, chàng hề livestream đã bị bạn bè đồng nghiệp đồng loạt bóc phốt vì hàm răng sứ mới làm của mình. Không thể không công nhận rằng, chính vì hàm răng sứ trắng ngời, đều đẹp đó mà anh đã phần nào chiếm được thiện cảm từ công chúng. Đưa tên tuổi của mình tiến xa hơn một bước, giúp anh tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp, kể cả lĩnh vực hài kịch hay livestream bán hàng online. 4. Diễn viên Việt Anh. Diễn viên Việt Anh đã từng ghi dấu ấn với khán giả trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim đình đám mang đậm dấu ấn của anh. Người ta còn biết đến Việt Anh với hàm răng khểnh duyên dáng. Sau khi tham gia bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Việt Anh đã có một màn lột xác thành công với vai Văn Hải trong Người Phán Xử. Xuất hiện với diện mạo mới, hàm răng đều đẹp trắng sáng, anh được nhiều người dành lời khen có cánh cho nhan sắc đỉnh cao của mình sau khi bọc răng sứ. Hàm răng mới giúp nam diễn viên đẹp trai và tự tin hơn khi cười. 5. Hoa hậu Mai Phương Thúy. Thế hệ 9X đời đầu, không ai là không biết đến cô hoa hậu vừa đẹp người lại đẹp nết, Mai Phương Thúy. Năm 2006, Mai Phương Thúy đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam một cách đầy thuyết phục. Tuy nhiên, tại thời điểm lúc bấy giờ, nàng hậu đã không được đánh giá cao bởi hàm răng tối màu và khấp khểnh không đều nhau. Đây là một trong những minh chứng cho việc cô ấy chỉ đẹp khi cô ấy chưa cười. Nhưng một thời gian sau, Mai Phương Thúy đẹp hơn trông thấy sau khi chỉnh răng bọc sứ. Cô cũng cho biết điều này đã khiến cô tự tin hơn khi giao tiếp với khán giả và bạn bè xung quanh. Với 5 màn lột xác ngoạn mục ở trên của những nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam, bạn cảm thấy ấn tượng với nghệ sĩ nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận này nhé! Đừng quên là nhấn đăng ký kênh của Nha khoa Paris để cập nhật thêm nhiều video thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!